Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái chiến dịch mới của cái phiên bản này. Như các bạn cũng đã biết ấy, thì mình đã hoàn thành cái chiến dịch của Napoleon, chiến dịch toàn châu Âu, và đã kết thúc chiến dịch đó. Đối với cái chiến dịch đó thì mình sẽ chơi ở cái... Nói chung nó là một cái sự chia sẻ về mặt cơ bản cho các bạn về cách quản lý nói chung, và phần như là mình nói những cái kiến thức cơ bản của một cái chiến dịch ở cái phiên bản này. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chơi một sự khác, ra khác, đó là phổ, một quốc gia mà các bạn sẽ phải dùng đến cái đầu nhiều hơn là giải pháp quân sự, bởi vì đây là một quốc gia mà nó bị bao vây xung quanh bởi rất nhiều nước, và nếu như các bạn không đưa ra được một cái chính sách ngoại giao hợp lý, các bạn sẽ bị cả tất cả châu Âu kinh chiến. Độ khó thì mình sẽ để ở mức cao nhất, tất cả mọi thứ để ở mức cao nhất. Mình sẽ không nói nhiều quá nhiều nữa, nhưng có lẽ vào trận thì mình sẽ nói cụ thể hơn với các bạn. Nói thế nào nhỉ? Quân phổ ấy thì Loan thôi, cũng bỏ qua cái phần giới thiệu của quý bà xinh đẹp này nhá. Bà ấy chỉ giới thiệu là chúng ta lãnh thổ chúng ta như thế nào thôi, không có vấn đề gì. Như các bạn cũng biết rồi, chúng ta với bản này thì chúng ta có khá vài thứ chúng ta cần phải chú ý. Một là cái phần government này. Đây là cái phần thể hiện các cái tình hình về mặt chính trị của chúng ta và kinh tế. Cả kinh tế luôn, nó tổng quát đây. Số tiền kiếm từ thuế, từ giao thương, các khoản khác chúng ta sẽ được tổng phần này. Phí nuôi quân, lục quân, hải quân, phí duy trì thành, tổng chi mất gần này, lấy tổng thu trừ tổng chi chúng ta được 777 đồng. Rồi, cái này thì nó đơn giản thôi. Về phần ngoại giao, đây, dòng này là đồng minh, kẻ thù, đối tác làm ăn và chư hầu. Tình hình là người đứng đầu là Frederick Wilhelm III. Vâng, hoàng đế Frederick Wilhelm. Chính phủ của chúng ta là theo tôn giáo Cơ Đốc giáo. Thủ đô là Berlin ở Brandenburg. Đây. Tiền 6.000, dân số này. Kinh tế rich. Đấy. Đây là cái tổng quát này. Tình hình đối với tình hình chính trị của phổ ban đầu thì nói chung nó cũng khá đều. Giới quý tộc thì khá tốt, nhưng mà giới nông dân này thì nó lại không tốt lắm đâu, nó hay nổi loạn lắm. Nhưng mà các bạn cứ nhìn đây, màu xanh thì là màu là tốt này, màu vàng thì là trung bình, còn nếu mà là màu đỏ như này là có nguy cơ sẽ nổi dậy đấy. Đối với Westminster, hệ thống chính trị, hệ thống chính phủ của chúng ta ấy, thì đứng đầu là nhà vua, đây, Frederick Wilhelm III. Các bạn nhìn này, hai ông này chỉ số rất cao, thấy không? Đấy, hai ông này chỉ số rất là cao. Như thế này, toàn tướng 6 sao, toàn chính trị gia 6 sao, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ. Nên nếu như mà các bạn... Nhưng ở đây hôm nay thì mình sẽ chơi cái chiến dịch này, mình sẽ sử dụng một cái gọi là gì? Mình sẽ kích động một cái cuộc cách mạng để lật đổ chính quyền của nhà vua Wilhelm III này, thay bằng một nền cộng hòa, và thay một chế độ quân chủ bằng nền cộng hòa. Mình sẽ cố gắng ở trong cái chiến dịch này, mình sẽ cố gắng có một cái gì đó cho các bạn, một cái cách nhìn dễ nhất của các bạn về một cái cuộc cách mạng, cái được cái mất của nó, để các bạn có thể nói là một cách với các cái vấn đề thời sự mà hàng ngày các bạn xem một cách dễ nhìn nhất để các bạn hiểu. Thì ở đây mình sẽ làm để làm được một cuộc cách mạng thì đầu tiên các bạn biết rồi, phải có một sự bất bình ở với dân chúng, đối với chính quyền. Muốn làm điều đó thì đầu tiên nhưng mà cái đấy thì từ đầu tiên mình vào thì mình cũng phải đi đầu tiên là trade này, cái này là giao thương này, cái này là đề nghị làm đồng minh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trao đổi công nghệ, cái này là đề nghị cùng tham chiến này, bảo nó bắt phải bỏ nó vì giao thương với thằng khác này, bỏ đồng minh này, đây là triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau này, đây là bán nhượng một cái vùng đất nào đó cho nó, hoặc là bắt nó phải nhượng một vùng đất nào đó cho mình. Cái này là trao đổi công nghệ, cái này là chi tiền. Rồi
Chúng ta sẽ trao đổi công nghệ với nó xem chịu. Ồ, nó bắt mình chi một 1.300. Ok, cũng được. Miễn là học được cái công nghệ của nó. Đấy, các bạn trao đổi như này các bạn sẽ rất có lợi này. À, tự dưng chúng ta học được một cái công nghệ rồi. Đối với thanh đó là phần để mình nói rồi đúng không? Phần problem, cái phần thứ hai là opposite, đây là cái nhiệm vụ chúng ta phải làm đây. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ tổng quát, đây chúng ta phải chiếm được những tỉnh này, những cái thành phố này và thì mới hoàn thành được chiến dịch này đấy, và phải kiểm soát được 25. Hiện tại chúng ta đã kiểm soát được 7 đấy. Sang bên này chúng ta phải xây dựng cái công trình Dean School, là cái công trình này nâng cấp được lên đây. Dean School là phải đây, đây nhà lính cấp 3. Thì muốn làm thế thì chúng ta phải nghiên cứu công nghệ đã. Cái bên này nó đầu tiên chúng ta phải, rồi bây giờ chúng ta sẽ đồng minh với thằng Nga đã, có lẽ mình sẽ chơi với một vài thằng thôi. Nga mình đang giao thương với nó rồi, đồng minh nó không có công nghệ gì cả. Ồ, chịu luôn à, tốt. Bây giờ thì tiếp đến thằng Britain chơi đồng minh. Đối với phổi thì các bạn nên chọn phe nhé. Bắt đầu chúng ta không đồng minh với ai thật, nhưng các bạn sẽ có hai sự buộc phải lựa chọn, hoặc là theo phe của Pháp, Tây Ban Nha, hoặc là phe còn lại là Anh, Áo, Nga. Và bạn không thể đứng giữa mãi được đâu, bởi vì nếu các bạn cứ không tham gia một phe nào đó thì sớm hay muộn tất cả châu Âu, mình nói rồi, tất cả châu Âu nó sẽ đánh bạn, cả Pháp, cả Áo, cả Nga, cả Anh nó sẽ đánh bạn, thì lúc đó bạn chỉ có diệt vong thôi. Đó là vấn đề về chính trị. Bây giờ chúng ta sẽ nói thế đấy ạ. Nếu các bạn chơi chiến dịch này thì các bạn nên nhớ như vậy. Đấy, chúng ta sẽ đổi công nghệ với thằng Anh. Đồng thời để như này hơi khó, có lẽ mình đề nghị cùng tham chiến với một vài kẻ thù của nó. Ví dụ như là thằng Italia với Thụy Sĩ này, nó rất xa mình này. Xem nó chịu không? Nó không chịu. Không bắt nó phải chi tiền. Đồng minh Italia, Thụy Sĩ, công nghệ, mình cần những cái công nghệ của nó. Chúng ta sẽ chi cho nó 2.000 xem nào. Rồi. Tốt. Very, very friendly. Very friendly. Rồi. Chúng ta đã học được công nghệ của thằng Anh. Còn thằng Pháp này xem nào. Chúng ta sẽ trao đổi công nghệ với thằng Pháp nữa. Xem những đổi được không. Không được à? Thế thì công nghệ trên này thôi. Mình sẽ thử xem đã, 4 công nghệ nó chịu không đã. 5. Không chịu à? Chắc lại phải bơm cho nó ít tiền à? Khi chúng ta đổi như này thì chúng ta đỡ mất thời gian. À tốt rồi, chúng ta không chịu trade với mình thôi. Đây, cái công nghệ này nó sẽ giảm 5% upkeep cho quân đội của chúng ta. Đúng rồi. Chúng ta đã lên được 1.400 rồi, nó lại có 777 bây giờ lên 1.400 rồi. Mỗi lượt rồi. Rồi. Bây giờ thì mình chúng ta sẽ phải mua thêm một tướng để luyện cấp cho tướng nó. Tại sao mình đề nghị các bạn mua tướng thì như này. 1.600 mua được mà nhỉ. Rồi, đối với một tướng ấy, các bạn khi bắt đầu chơi ấy, các bạn nên nhớ này, nó có cái skill, phải có cái skill Super General này hay không, ít nhất là như này, Confit. Nó có cái dòng bên cạnh, các bạn nhìn thấy không, cộng 1 Commander in Land Battle, có nghĩa là gì, nghĩa là tướng chỉ huy trên bộ. Vâng,
khi các bạn là chiêu mộ một tướng thì bắt buộc các bạn phải làm nào học được cái skill này cho nó này. Đây là skill quan trọng nhất của một tướng, nếu các bạn muốn tướng nó được luyện lên cấp 9 sao thì bắt buộc phải có cái skill này. Đấy. Bây giờ mình sẽ về mặt ngoại giao thì ổn rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mặt đây còn giao thương được với mấy thằng này. Thằng này thì mình sẽ pem nó luôn. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ kiếm tiền. Kiếm tiền thì rất đơn giản. Quánh. Chúng ta sẽ không lôi đồng minh vào cuộc. Đây là vấn đề của chúng ta. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ chiếm cái tỉnh này của thằng này luôn. Thằng nào chúng ta cũng phải đánh. Trước khi đánh các bạn là server lại cho mình. Server lại như này này. Đấy, nhớ vào một cái tỉ ở vùng nào đó như này. Đấy. Sau đó các bạn hãy đánh. Tại sao thế thì để mình đánh xong các mình sẽ nói với các bạn. Đấy. Cướp tiền đó. Kiếm được hơn 7.000 rồi. Sau đó các bạn ấy bán cái vùng đất này cho một cái kẻ thù của bạn mà nó đang chiến tranh ấy. Ví dụ như thằng Thụy Sĩ này này. Đấy. Đó là lý do tại sao mà mình lại cần có một kẻ thù để mình có thể bán được đất cho nó, sau đó mình lại cướp lại. Rồi. Xong rồi thì bây giờ thì các bạn lại xếp lại cho mình. Đấy. Xếp lại. Và tiếp tục các bạn lại đánh tiếp. Lại cướp tiến được 2.400. Và tiếp tục đi. Các bạn cứ cướp như này cho bao giờ đến nó còn 300 đồng thì các bạn dừng lại. Mà các bạn cướp được một lượt được 300 đồng thì thôi. Đấy là mức tối thiểu rồi. Rồi, tiếp tục cướp. Rồi. Các bạn có nhìn thấy nó vừa kế có cái gì đấy không? Lại cướp tiếp. Chúng ta học được hai cái skill. Đây. Thằng Pepe này nó học được hai cái skill. Đây. Cái skill này cực kỳ quan trọng. Hai cái skill này. Đây. Cả ba cái skill này các bạn. Làm thế nào các bạn làm thế nào thì làm các bạn. Chơi như thế nào thì chơi, các bạn cố gắng phải học được ba cái skill này. Đây là ba skill sống còn của một tướng. Tướng chỉ huy trên đất liền, tướng attacker là tướng chỉ huy khi tấn công, và cái này là tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Đấy. Cái này khi mắc lên nó sẽ tăng 4 tinh thần chiến đấu cho binh sĩ này. Cái này nó mắc lên nó sẽ tăng 2 3 tinh khả năng chỉ huy khi tấn công và 2 chỉ huy trên đất liền cộng với cái này nữa. Và một cái nữa là khi vây thành thì các bạn sẽ có thể đạt được tướng 9 sao. Đấy. Cái này nó chúng ta thấy nó ổn thì chúng ta xếp nó lại đúng không? Thấy được cái skill mà mình cần thì mình xếp nó lại. Bởi vì nó cái bản Napoleon này nó skill nó ra nó rất ngẫu nhiên. Nên là các bạn thấy mà được cái skill tốt thì các bạn phải xếp lại để lưu. Nếu nó ra skill mà mình không thích thì mình có thể loát lại để mình đổi skill khác. Và tiếp tục. Rồi 300 rồi thì thôi chúng ta sẽ chiếm cướp được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái vùng này. Vùng này bây giờ sửa cũng chỉ mất tí tiền thôi mà. Đó. Còn có 8.600 trong khi chúng ta kiếm được. Thế là chúng ta kiếm được khoảng 8.000. Bây giờ thì chúng ta sẽ nâng cấp cái nhà các công trình này lên. Bây giờ mình sẽ convert cái vùng để tuyển điệp viên này sang thành trường đại học, trường cao đẳng. Nó nâng cấp lên thì nó sẽ thành trường đại học, rồi là viện nghiên cứu. Nói chung là để chúng ta nghiên cứu công nghệ. Và bây giờ thì mình cho đây, cho này nó nghiên cứu công nghệ này. Đấy. Các bạn nhìn này, ở đây vấn đề công nghệ nhiều anh em hỏi lắm. Bây giờ chúng ta muốn xây được cái nhà lính này thì chúng ta phải nghiên cứu được công nghệ này. Như các bạn muốn nghiên cứu được công nghệ này thì các bạn chỉ vào đây để xem nó đòi hỏi cái gì này. Nó cần các bạn phải nghiên cứu được công nghệ này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Màu đỏ đỏ đấy. Đấy. Và công nghệ này, đây, theo cái đường kẻ này. Công nghệ này nghiên cứu xong này. Và công nghệ này thì các bạn sẽ nghiên cứu được công nghệ này. Đấy. Mình xem là có thể học chơi cái thằng này không? Tốt. Nhưng lượt sau thì nó theo thằng Pháp rồi. Tạm thế đó. Bây giờ thì vâng.
Bây giờ thì chúng ta sẽ miễn thuế cho tất cả các cái tỉnh tỉnh trên đất nước trừ thủ đô. Để làm gì á? Để mình kích động bạo loạn lên. Các bạn có thể vào cái tab này, các bạn để muốn đến cái tỉnh nào các bạn vào tỉnh đó rất dễ, chứ không cần thiết các bạn cứ phải đi dò từng tỉnh cho nó mệt thôi. Và đấy, bạn thích thẳng vào cái tỉnh đấy bạn có thể làm như này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tăng thuế lên mắc, các bạn có thể nhìn thấy màu đỏ rồi. Và khi tăng thuế như này thì nó sẽ dẫn đến việc bất bình của dân chúng. Bây giờ thì mình sẽ bỏ bớt những đơn vị quân mà mình không dùng đi để giảm tiền thuế thu nhập. Hiện tại chúng ta đang bị âm mất 38 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục giảm các đơn vị nào mà chúng ta không dùng đây. Ban đầu chúng ta không cần những lính này đâu, rất tốt đấy nhưng mà đắt tiền lắm. Rồi, mình sẽ cho tướng này hành quân ra đây. Mỗi cái vùng này cho một thằng. Ở đây cũng vậy, bỏ hai đơn vị này đi. Chúng ta sẽ cho quân nó hành quân ra đây. Vùng này có, đây chúng ta bỏ tiếp, cho nó hành quân ra đây. Chúng ta còn 3.600. Xây cái nhà chính ở đây đã. Xây các cái công trình này lên. Còn 1.000. Không xây được cái gì nữa rồi. Thôi, 3 lượt. Một lượt chúng ta kiếm được 1.600. Rồi, mình đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Thôi qua lượt nhỉ. Chúng ta đã chọn phe, nó là theo phe của Anh, Nga, Áo để chống lại Pháp. The ruling classes have written a letter of demands to your national leader as they are unhappy with the current government. Yeah, my lord. Failure to comply will lead to an organized rebellion against you. Acquiescence at this stage could lead to further demands. Ottoman và Áo đã chiến tranh với nhau. Exactly, will you draw the line? Rồi, Liên minh Sông Rin đã gia nhập đế quốc Pháp. À, hai cái thằng này. Đấy. Bây giờ thì bọn này nó vẫn very friendly với mình mà nhỉ. Đấy, bọn Anh Áo thì nó vẫn friendly với mình. Thôi à, không sao cả. Bây giờ chúng ta đã chọn phe rồi. Sửa chữa cái vùng này đã mất một lượt. Mình sẽ xây dựng các công trình ở đây lên ạ. Những chỗ nào mà chúng ta chưa xây được công trình bây giờ chúng ta xây. Đây. Còn những công trình có rồi thì chúng ta sẽ từ từ nâng cấp sau. Chỗ này thì nó ở vùng an toàn, chúng ta xây chợ để phát triển kinh tế. Những vùng nào cần hồi quân chúng ta xây cái công trình này. Fort để hồi quân. Rồi. Đang bạo loạn rồi, sắp có nổi loạn xảy ra rồi. Không qua lượt đã. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unruly. You must either. Cảm ơn bà, tôi biết rồi. Và chúng ta sẽ đợi vài lượt nữa sẽ xảy ra đảo chính bây giờ này. Ồ, Pháp này học công nghệ nhanh thế, bây giờ mình làm sao? Các bạn thỉnh thoảng các bạn cứ đảo cho mình xem là các cái nước này nó nghiên cứu được cái công nghệ gì để chúng ta trao đổi với nó, nhất là mấy thằng đồng minh. Ấy. Đấy. Những cái nước lớn rồi này, nó hay nghiên cứu được công nghệ lắm. Thằng Ottoman này, nó đang chiến tranh thằng Áo. Kệ nó. Tỉnh này ổn rồi. Sửa chữa xong rồi.
Rồi chúng ta sẽ cho mấy đơn vị quân này xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục qua lượt đã. Mình đã nói rồi mà, để mình làm cách mạng mà. Bắt đầu thì thằng Pháp chắc nó cũng sẽ tuyên chiến mình đâu. Mình sẽ làm cái bạn đã. Và cái thông báo này, có nghĩa là có một cuộc cách mạng đang xảy ra. Vâng, nhân chúng đang, lực lượng quần chúng nhân dân đang nổi dậy chống lại nhà vua. Chúng ta có hai sự, chúng ta ở đây là gì? Chúng ta ở đây là giới chính, tinh hoa chính trị. Đó là chúng ta hiện tại chúng ta đang phục vụ cho nhà vua. Nhưng mà bây giờ có một cuộc cách mạng như này thì nó đặt giới tinh hoa chính trị chúng ta vào một nhiệm vụ, một việc phải lựa chọn. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ nhà vua để chống lại quân nổi dậy, hay là chúng ta sẽ đứng về phe nổi dậy để lật đổ chế độ của nhà vua và thành lập lên một chế độ khác. Nếu các bạn lựa chọn cái giải pháp là bảo vệ nhà vua thì bạn sẽ chọn cái dòng trên, còn nếu bạn muốn đứng về phe nổi dậy bạn sẽ chọn dòng dưới. Và như mình đã nói từ đầu rồi, mình muốn tạo ra một cuộc cách mạng mà. Và chúng ta chọn là phe cách mạng. Tự nhiên chúng ta chọn phe cách mạng thì chúng ta sẽ có được một cái đạo quân. Đây, đây là đội quân nổi dậy chống lại nhà vua. Chúng ta có thể điều khiển được đạo quân này. Vâng. Rồi, kết thúc thì chúng ta được xem một cái bộ phim. Nhà vua đã bị bắt và nền quân chủ đã sụp đổ. Nhà vua đã bị hội đồng quân nhân cách mạng đưa lên đoạn đầu đài. Vâng. Bị các lực lượng cách mạng bắt được và đưa lên máy chém. Rồi. Vâng, xong. Thế là kết thúc liền quân chủ. Chúng ta đã, vâng, nền dân chủ đã được thiết lập. Nền dân chủ đã được thiết lập. Nền dân chủ đã được thiết lập và đấy. Nhưng mà các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là khi mà nền dân chủ thiết lập thì chúng ta được cái gì hay chúng ta mất cái gì. Và cái chúng ta được thì giấy rồi. Chúng ta đã giải phóng đất nước khỏi là chế độ quân chủ và thay bằng một nền cộng hòa. Chúng ta có một cái lá cờ mới. Và có một cái lá cờ mới. Tiếp nữa chúng ta có, đầu tiên cái lá cờ mới đã, có một cái chính phủ mới. Nhưng các bạn hãy xem cái chính phủ đấy này, quá tồi tệ. Lúc nãy các bạn nhìn này, tướng ở đây toàn là tướng 8, 6 sao. Mà bây giờ thì các bạn nhìn này, ít nhất nó cũng được 4 sao mà bây giờ thì toàn cái lũ ăn hại này. Mình rất thích một câu nói của Thủ tướng Anh, May. Các ngài có thể lãnh đạo một cuộc biểu tình, nhưng mà tôi mới là người lãnh đạo một đất nước. Các bạn đừng nghĩ rằng là khi các bạn tạo ra một cuộc cách mạng thì các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề của đất nước. Vấn đề của đất nước chỉ giải quyết được bằng những chính sách thôi, chứ không thể giải quyết được bằng không thể giải quyết bằng con đường cách mạng ở đâu. Bởi vì là các bạn tạo ra cách mạng, những cái bản chất của nền của đất nước ấy, cái nền kinh tế đất nước đó là cái, tất cả những cái gì đó chúng ta có đây, chúng ta không thay đổi được gì cả. Thay đổi thể chế chính trị chúng ta chỉ thay đổi được màu cờ, thay đổi được sắc tô áo, ngoài ra chúng ta không thay được gì cả. Và chúng ta vẫn phải sử dụng đến những cái chính trị gia mà đã vẫn chỉ những con người đó thôi. Nó chỉ là một cuộc đua tranh giành quyền lực giữa các tướng lĩnh với nhau mà thôi. Và người khổ nhất thì vẫn cứ là người dân. Ở đây thì mình cũng không biết nói thế nào cả. Tóm lại thì bây giờ chúng ta đã xong cách mạng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ, khi cách mạng xong rồi mà cái tình hình lãnh đạo, bây giờ chúng ta sẽ lại không thể miễn thuế được nữa. Chúng ta phải thu thuế. Nhưng có điều là chúng ta sẽ giảm cái mức thuế về cái mức trung bình như mọi cũ thôi.
chứ chúng ta tăng vù vù lên như thế thì chắc chả cái dân nào nó chịu đâu. Thì lại có cuộc cuộc cách mạng khác xảy ra thôi. Đấy, chúng ta sẽ thu thuế các cái vùng này, tiếp tục thu thuế để có thu nhập. Đấy rồi, đây, và chúng ta sẽ phải chỉnh lý hệ thống chính trị. Bây giờ đầu tiên là chức thủ tướng chính phủ này, ông này là ông thủ tướng, ông này thì chúng ta không thay được, ông này là người đứng đầu đất nước. Chúng ta sẽ thay vào thủ tướng này, chúng ta sẽ thay ngẫu nhiên xem được. Vâng, vẫn chưa được. Các bạn thay như nào, làm sao ít nhất phải được 4 sao nhé, thì hãng dùng. Đấy, một bàn lãnh đạo đất nước tụi cái cỏ như này. Đất nước thì đang phát triển, cách mạng nổ ra chả thấy được cái gì, cuối cùng lại bị đất nước thì đi xuống. Bây giờ, nhưng một vấn đề nữa. Thế bây giờ cái lực lượng quân nổi dậy này, nó nổi dậy giành được chính quyền rồi, thì bây giờ các bạn sẽ làm gì? Làm gì với cái lực lượng này? Họ là người hùng của đất nước. Các bạn không thể, nhưng mà quân đội thì không thể chấp nhận cái lực lượng này đâu. Họ không muốn có cái lực lượng nổi dậy nắm chính quyền. Thế thì chúng ta phải làm gì? Mình nghĩ là đề nghị các bạn là nên tạo cho họ một cái công việc mới. Đó là họ đã là người hùng thì hãy để họ tiếp tục là người hùng. Hãy tạo cho họ một cuộc chiến mới để họ tiếp tục được cống hiến cho đất nước. Được cống hiến cho đất nước. Để họ tiếp tục lại trở thành người hùng nữa. Cái tỉnh này trừ một à? Một thằng này đứng gác đây chắc ổn. Rồi, thế thì kế hoạch của mình là bây giờ mình sẽ cho nó đi ra đây và nó sẽ tấn công vào nước Pháp. Đây, người hùng của chúng ta sẽ tấn công nước Pháp. Nhưng tất nhiên ở cái lượt này chúng ta hết tiền rồi, mình sẽ qua lượt. Vâng. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now. Rồi, ổn rồi, không không rồi. Chúng ta có thể tuyển thêm được một tướng nữa. Rồi, không cần, quan trọng. Chúng ta đã xây dựng xong các công trình này. Nền kinh tế của chúng ta bây giờ rất tệ hại. Mình muốn hai thằng này nó thám sát hai cái vùng này của thằng Pháp cho anh, cho mình. Trước tiên là mình cứ cho quân ra đây đã. Và hội đồng quân nhân cách mạng có lẽ sẽ là lực lượng tiên phong cho trận chiến ở đây. Rồi, chúng ta có hơn 1.000. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp những cái đây tòa thị chính lên đầu tiên để có thêm tiền đã. Khá nghèo, chúng ta khá nghèo. Xem có công nghệ gì học được không, trao đổi tiếp. Không có Pháp thì nó nhiều công nghệ lắm đấy. Thằng Pháp nó nghiên cứu công nghệ rất là nhanh. Thằng Anh nó có công nghệ này rồi. Thằng Ottoman không có. Thằng Tây Ban Nha không có gì để trao đổi với mình. Thôi kệ nó, qua lượt tiếp đã. Lượt sau chúng ta sẽ tuyên chiến với thằng Pháp. À không, mình sẽ không tuyên chiến mà mình sẽ đề nghị cùng tham chiến. Mình tuyên chiến là mình sẽ lôi tất cả đồng minh của Pháp vào chiến tranh với mình. Như vậy thì căng lắm.
There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade. Chúng ta sẽ phải tiếp tục chỉnh lý cái hệ thống chính trị của chúng ta và bắt đầu từ ông chính thủ tướng chính phủ đấy. Ôi giời, vẫn chưa ăn thua. Bao giờ chúng ta mới có được một hệ thống chính trị ổn đấy? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thông qua thằng Áo này. Nó có công nghệ gì mới chưa? À, qua thằng Anh đi. Thằng Anh thì nó có công nghệ này. Chúng ta sẽ đề nghị cùng tham chiến chống lại thằng Pháp. Xem nó chịu không? Có ngon. Chúng ta học được công nghệ của nó rồi. Đấy. Bây giờ thì không nghiên cứu cái này. Cái này, đây, nghiên cứu đây. Nghiên cứu cái này cho anh. Cái này nó sẽ công trình này nó sẽ giảm nó tăng cái tốc độ hồi quân này và cái di chuyển trên map cho quân đội của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến tranh. Bây giờ thằng Pháp ở đây nó gần như không có quân. Đây là trận này thì easy đấy. Chúng ta chiến dịch này thì rồi cướp cái kiếm tí sẻng đã. Xem là học được skill gì nào. Rồi. Vâng. Các bạn thấy cái skill đấy nó mà hợp lý thì các bạn hãy chơi nha. Saver là save đã. Vâng. Các bạn sau này nếu mà chẳng may các bạn học phải là các bạn cứ save lại. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục bán đất cho thằng Pháp. Sau đó lại cướp. Đó. Chúng ta hãy xếp vào trước khi đánh. Lúc nãy là mình đánh rồi mình mới xếp. Để tại sao thế? Để khi mà các bạn học được skill mà mình nói rồi đúng không? Các bạn đánh mà nó học được một cái skill bản này ấy, skill nó học được một cách rất công nhiên. Nên là nếu mà được cái skill mà bạn thích thì bạn hãy để lại. Nếu không thì thôi, các bạn sẽ loát lại để học skill khác. Đấy. Chúng ta cứ tiếp tục. Bao giờ còn 300 đồng đúng không? Thì chúng ta sẽ dừng lại. Vẫn kiếm được hơn 400. Đây là một cách kiếm tiền khá là nhàn hạ. Nhưng mà chỉ giai đoạn đầu chúng ta lên làm này thôi. Sau này kinh tế chúng ta mạnh rồi thì chúng ta cũng không cần. Rồi. Vẫn được hơn 328 đồng. Pepen. Pepen là cái này. Đây. Đây là một tướng mà các bạn nó học ở những cái skin rất quan trọng này. Tướng chỉ huy trên bộ này. Tướng chỉ huy khi tấn công này. Hai cái này nó đều tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một cái skill nó sẽ tăng. Đó là tùy các bạn. Đó là vây thành này. Và skill là chỉ huy bộ binh. Hoặc là kỵ binh hoặc pháo binh tùy các bạn. Chẳng hạn như thằng tướng này nó là tướng chỉ huy pháo binh này. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ lốt một lần nữa bán cho thằng Pháp. Sau đó chúng ta lại chiếm lại. Các bạn cứ bỏ cho nó một đồng thôi, không cần nhiều đâu. Là đủ để nó mua lại cái thành của chúng ta. Rồi, chúng ta lại học thêm một skill nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khôi phục cái thằng này lên thành chư hầu. Thằng Starport này nó học cái skill gì đấy? Skill này á, mình không thích lắm, nó phải học skill kia trước. Đây chúng ta sẽ loát lại này. Đấy. Phải học được cái skill tăng tinh thần chiến đấu nhưng mà là cái màu xanh chứ không phải hình cái kiếm này trước thì các bạn mới học được mắc tất cả các skill cần thiết. Cái skill đấy thì các bạn có thể học sau. Đây này. Các bạn phải học cái skill này này, tăng morale trước rồi mới học cái này sau được. Đây. Đó, chúng ta loát đánh lại được mà. Dễ như ăn kẹo. Cộng 1 attacker trên đất liền cho thằng này.
Ok. Skin này cũng được. Bereit machen und Befehl erwarten. Cho linke Seite, marsch. Rồi. Chúng ta sẽ tiến sang lãnh thổ của chúng ta luôn, vùng lãnh thổ này. Rồi. Chúng ta lại có hơn 5.000. Xây công trình này lên. Xây công trình này lên. Nâng cấp viện nghiên cứu lên đã. Chúng ta đang chiến tranh với thằng Pháp rồi đúng không? Những cái trận đánh như ở đây nó có dễ dàng, nó gần như không có quân ấy, mà mình toàn chơi lấy thịt đè người nên là mình sẽ auto cho nó nhanh. Bởi vì cái chiến dịch này mình mang tính chất là mình chia sẻ mức độ nâng cao với các bạn về những cái các cái vấn đề trong cái phiên bản này. Nên là mình sẽ chơi ở mức nâng cao nên mình, cái gì nó không quan trọng lắm mình sẽ đánh. Ồ, mình tuyên chiến đánh nhau nhiều quá, nó không thích mình rồi. Chuyển đổi hệ thống chính trị, chúng ta chuyển đổi hệ thống chính trị. Đồng minh của chúng ta nó ghét rồi. Nhưng mà nó cũng không đánh mình đâu. Yên tâm đi. Qua này. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Đừng có chết nhá. Rồi, ok, ngon. Was wünscht ihr? Beobachte und lausche. Rồi, ngon. Do thám hai cái tỉnh này cho anh. Ôi, thằng Napoleon đây này. Chết thật, mua ít quân đây đã. Ta sẽ nâng nhà lính lên, nâng cấp nhà lính lên đã. Để có thể tuyển quân đấy. Rồi. Quên mất không chơi với thằng đệ mới tuyển. Đây. Chơi Miliasak cho nó triển khai quân trên đất của mình. Cho nó luôn hai cái công nghệ mà mình nghiên cứu được. Rồi. Chúng ta được 2.200 mỗi lượt. Cái đấy không quan trọng lắm. Quân đội của chúng ta sẽ tập trung đây. Rồi. Chúng ta có ngay một đơn vị quân rất lớn như này. Lượt sau mình sẽ đánh thằng Bavaria, mà ngày nay nó thuộc tức là cái đây. Ngày nay nó là Republic à? Bavaria Republic. Nó là Cộng hòa Bavaria. Sau này bị thay bằng Vương quốc Hà Lan. Problem. Để xem là Napoleon nó vừa đi đâu rồi. Bây giờ thì nói chung thằng Pháp cũng chưa nên đánh mình ngay đâu, bởi vì nó còn đang phải đối đầu với thằng Áo ở hai mặt trận. Nhưng mà chỉ trong vài lượt nữa thôi, nếu mình không giải quyết được vấn đề, nó sẽ tấn công lên thủ đô của chúng ta. Nhưng mình sẽ phải đánh thật nhanh. Unused land suitable for farming in this. Và chúng ta sẽ phải đánh thật nhanh. Tiếp tục thay đổi hệ thống, chỉnh lý hệ thống chính trị. Ủa ôi, vẫn có 3 này, thì đến bao giờ mới thay được cái hệ thống chính trị ngon lành này. Chúng ta sẽ đề nghị rằng anh bảo nó chia sẻ cho mình cái công nghệ này, đồng thời tuyên chiến thằng Bavaria xem chịu không. Có ngon đấy, bây giờ chúng ta sẽ ui thôi, sao nó có mỗi một khẩu pháo mà nó dám đứng lại để tấn công nhỉ. À đây rồi, tướng này nó đã học được cái skill rất quan trọng đây. Config, đó là tướng chỉ huy trên đất liền, và đây là skill mà bắt buộc các bạn phải học. À, mình save lại đã. Rồi.
tướng của quân nổi dậy. Ô, quân nó đông quá, chạy á. Cho hai lực lượng này vào đây đã. Mình cho nó chạy gần quá. Ihr ergebenster Hurra! Hurra! Ja. Siedlungen belagert! Truppen auf Dann die Schlacht vorbereitet! Hurra! Hurra! Ja. Trận đánh easy này chúng ta cứ auto thôi. Hai tướng này nó học có cái skill gì đấy. Commander chỉ huy tấn công. Tướng vây thành support. Support tướng vây thành thằng này à? Thằng này khả năng sau này không học được cái skill được rồi. Thằng anh nó sẽ thân mình lắm. Bây giờ thì mình lại bán đất cho thằng Pháp tiếp. Cướp cho bao giờ không thích để cướp được nữa ở cái vùng này thôi. Xếp đấy đã. Das Schlachtsignal ertönen. 2007, nhiều tiền lắm đấy. Không nhận cái thành Hà Lan là nhiều tiền. Cướp lần thứ hai rồi vẫn được 2007. Weiterrichten. Sir. Siegreich und stolz. 800. Cướp tiếp. Cậu hai attacker trên land. Chắc là phát này nữa thì thôi. Chúng ta sẽ chiếm cái vùng này. Cái vùng này tại sao mình chiếm? Bởi vì là vùng này nó có cái lần cuối cùng các bạn chiếm ấy, thì mình đề nghị các bạn là chọn vào cái hòa bình chiếm đóng này. Cộng 1 tinh thần chiến đấu cho support. Đây là chính xác. Thằng khỉ này nó 5 skill rồi. Được rồi. Thì để chúng ta hòa bình chiếm đóng. Xong. Pháo binh này mình hủy đi. À. Nhà pháo binh ở đây chúng ta sẽ không cần. Chúng ta chỉ cần nhà lính thôi. Rồi. Thế là trên bản đồ mất đi một quốc gia, Bavaria đã bị mất đi rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục đánh xuống đây. Mình sẽ đánh vùng này và giải phóng cái vùng đấy và để ủi quân chúng ta thương nặng quá. Trên mắt chúng ta có thêm được một nhà ở đây, thêm được một cái vùng nó có cái công nghệ, chúng ta nghiên cứu công nghệ. Có 12.000. 12.000 bây giờ nâng cấp nhà cửa. Ưu tiên phát triển ở khu khu thủ đô trước đã. Đường xá đi lại cho nó thuận tiện. Rồi. Các bạn cần đánh thật nhanh bắt đầu này. À, thằng Pháp nó chiếm lại đây. Mà mình cũng phải bắt đầu mua quân rồi đấy. Nếu không là nó sao nó công là mình không có quân phòng thủ là mình chết to. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here.
cho cái này, nó nghiên cứu công nghệ này cho nhanh. Xem có thằng nào có công nghệ gì không, trao đổi nhau. Ngay cả khi chúng ta đang chiến tranh như này, chúng ta vẫn có thể trao đổi công nghệ các bạn ạ. Vâng, đây này. Đó, nó đã đồng ý trao đổi công nghệ với mình. Đó, mình có thể nâng cấp luôn công nghệ này. Đồng thời mình sẽ xem những thằng khác có công nghệ gì không, trao đổi. Ottoman, Nga, Nikolai Nyazepso. Không thằng nào khó cả. Ấy, thằng đồng minh chưa hầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh tiếp vào nước Pháp. Đây nó không có quân đồn trú. Phải nhỉ, hai đơn vị quân này thương nặng quá. Miễn thuế cho cái vùng này đã. Xây nhà chính phủ lên. Rồi các bạn cứ xếp lại cho mình. Các bạn có thể xếp thành nhiều cái khác nhau cũng được, để chọn cái skill mà các bạn thích. Đấy. Rồi, chúng ta học được 2 skill đúng không? Cướp phát được 5.000 luôn. Tướng vây thành, tướng pepe. Đây rồi. Cái skill này rất quan trọng này. Đây là skill cho... Nó là cho tướng chỉ huy bộ binh, infantry. Đấy. Những tướng này bây giờ nó có 6 sao rồi này, tướng 6 skill này. Ngoài ra nó sẽ có 3 skill phụ ở bên này, nhưng mà tùy, có thể là học được 2 thôi, nó có thể học được 3, tùy. Nhưng mà như này là tướng chỉ huy pháo binh và tướng chỉ huy bộ binh. Thằng này nó sẽ có 2 nhóm skill rồi. Max skill rồi đấy, max có thể học được tối đa 6 skill rồi. Thằng này thì 15 thôi, thằng này có thể cũng sẽ phải học thêm một skill đấy nữa. Thôi chúng ta cứ xếp lại. Lại bán đất cho thằng Pháp. Thằng Ý đi, đổi kiểu tí cho nó độc đáo. Vậy là... Rồi chúng ta xếp vào. Trước khi đánh trận là chúng ta xếp. Nếu như mà được cái skill đấy hợp lý thì chúng ta sẽ để lại. Đấy, lại được cái skill đấy. 5.400 à? Vẫn là tiền. 2 tinh thần chiến đấu cho Pepen. Đây à? Rồi. Một lượt nữa xem nào. Đây là một cách kiếm tiền bắt đầu rất nhanh. Chứ còn các bạn phát triển bây giờ thì rất chậm. Để có tiền. Và 4.420 vẫn cứ cướp thêm một phát nữa, bao giờ còn 300 thì dừng lại. Vorwärts für Krone und Vaterland, auf den Krieg vorbereiten. Xếp lại nào, để xem nó được skill gì không. Nếu mà skill mình thích thì mình sẽ để lại. Không có skill nào. Thôi khôi phục. Chúng ta sẽ hình thành một cái nước mới, đây là nước Bỉ. Đấy, nó là dạng chư hầu chúng ta. Lượt sau chúng ta sẽ tấn công cái thành này. Bây giờ chúng ta sẽ rút về đây để hồi ứng quân. Đứng trên đất của chúng ta hồi được nhiều quân hơn không? Cũng chả hơn được bao. À, chúng ta có thêm một thằng đệ là thằng này. Thằng này thì nó sẽ làm lá chắn cho chúng ta khỏi bị Pháp tấn công. Và có thể mình sẽ chiếm nốt cái tỉnh này, thành này để giao lại cho nó. Quân Pháp ở đây và 8.800.
Bây giờ mình mua quân. Không cả lỡ nó đánh cho thì lại chạy không kịp. Đúng được tiền chúng ta lại nâng cấp nhà cửa lên. Rồi. Xây đường xá nữa. Đi lại cho nhanh và đồng thời nó cũng tăng cả tiền, tăng cả tốc độ hồi quân nữa. Và cũng không quên được tiếp tục chỉnh lý hệ thống chính trị. Rồi ôi, vẫn tướng 3 sao. À, đây là tướng chỉ huy lục quân này. Chúng ta có thể... Đây, các bạn kích vào skill này. Các bạn nhìn này. Đây là tướng chỉ huy army này, quân đội này. Các bạn cho nó sang bên đây, nó sẽ thành 4 sao. Đấy, nó được cộng 1 sao khi mà nó chỉ huy bộ binh. Đấy. Tốt quá, được một thằng 4 sao rồi. Đó, qua lượt tiếp. Ban đầu này thì khá nhàn đấy, các bạn có thể đánh ông tu thế được. Chứ về sau mà đánh như thế thì cũng không có quân mà đánh đâu. Chúng ta có ngay người đã bị nổi dậy ngay từ đầu mới chơi thế được ấy. Thằng Italia nó xin hòa bình. Ok. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Với Tây Ban Nha. Thành này không có quân bảo vệ này. Quân pháp ở đây rất mỏng. Rồi. Vậy lại đã. Xếp. Video này mình sẽ làm mang tính chất hướng dẫn các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm nâng cao. Đây là những cái gì mà nó không quan trọng, như các đơn vị này nó có ít quân này thì chẳng cần gì phải ba đánh một đông như thế này. Rồi, chúng ta lại học là tiếp. Skill gì đây? Tiếp tục cướp để kiếm tiền nữa. Thay. Hero Army. Pepe, Hero Army. Rồi, cộng 4 tinh thần chiến đấu cho các đơn vị quân. Kinh không? À, bán tiếp đất này cho thằng Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ cướp. Lại cướp tiếp. Vẫn được hơn 1.000 cơ mà. Giàu lắm. Bao giờ hết tiền thì thôi. Ồ, hết quãng đường di chuyển rồi à? Ồ, lốt pha này á. Cướp phát nữa. Nhưng mà bây giờ mình cũng không dùng cái vùng này. Mình sẽ giao cái vùng này lại cho thằng đệ của mình, đó là thằng này. Nó quản lý. Để tạo một cái bước đệm cho mình, ngăn mình khỏi đảng Pháp. Rồi. Các bạn có thể thấy, đó. Bây giờ thì mình chưa biết là mình có lên đánh sang đây không hay là mình rút quân về ạ. Bởi vì bây giờ mình có một cái biên giới khá tốt rồi. Bây giờ mình có thể là mình sẽ rút quân về đó. Lực lượng viễn chinh của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Có 6.700. Và mình đang mua quân ở đây. Có thể mình sẽ mua cả quân ở đây nữa. Tăng nhanh quân đội lên, nếu không mình sẽ có thể bị chiến tranh. Ban đầu thì các bạn không làm này, các bạn không có tiền để mà mua quân nhanh như này đâu nhá. Chúng ta
Vâng. Đó. Bạn thấy không? Chúng ta đã làm được một số việc khá là nhanh trong vòng một lượt. Đấy. Hôm nay thì mình đã giới thiệu với các bạn những cái cơ bản nhất của chiến dịch này. Đó là kích động làm cách mạng để thay đổi một thể chế chính trị. Và cái các bạn được còn mất là cái gì đúng không? Rồi vùng này chắc vài lượt nữa ổn thì chúng ta có thể thu thuế tiếp. Chưa được. Bao giờ nó ổn thì chúng ta thôi thu qua lượt ạ. Bây giờ chúng ta rút về quân về nước. Thằng thuế sĩ nó xin hòa bình à? Ok, nó chi cho mình 600 đồng. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Quân đội bây giờ thì cái thằng đệ của mình là cái thằng này, nó có đường biển rồi mà tại sao nó chưa chơi với mình nhỉ? Bác quỷ. Nó có công nghệ, mình có thể chia sẻ công nghệ cho nó rồi. Nói chung chúng ta nghiên cứu được công nghệ gì thì chúng ta nên chia sẻ luôn cho mấy thằng đệ của mình. Đấy. Mình có hai thằng đệ rồi đúng không? Chúng ta có thằng đệ Bồ Đào Nha và thằng Hanover. Đây. Nói chung tình hình đã ổn rồi. Đưa quân đến đây đã. Chưa biết bọn Pháp có đưa quân đến đánh mình không? Chắc thằng Pháp bây giờ nó tuyên chiến như thế nào đâu. Vẫn vậy. Bỉ thân với Pháp và Anh. Hy vọng là thằng Pháp nó không tuyên chiến trong Bỉ này. Rồi. Tiếp tục thay đổi chỉnh lý. À đây. Cái tướng này ấy, nó có cái skill các bạn nhìn này, cộng một hạnh phúc cho giới, cho bình dân và trừ một hạnh phúc của giới quý tộc. Nhưng mà cái này nó có cái skill là quản lý tài chính. Thì các bạn cho cái thằng này nó sang cái mục Chesky này này, nó sẽ tăng lên 4 sao. Đó. Rồi, cũng được cái 4 sao. Phù, thêm là một tí tiền. Chúng ta cứ thay đổi chỉnh lý hệ thống chính trị cho đến bao giờ chúng ta đạt được cái mục đích là những tướng 4 sao, ít nhất 4 sao trở lên thì dừng lại. Thử hòa bình quân Pháp xem được không nhỉ? À tốt quá, chúng ta có thể hòa bình với người Pháp rồi. Chúng ta sẽ rút quân về đã. Mình cần bảo vệ đất nước đã. Bây giờ lãnh thổ của chúng ta không bị tấn công được, nó không tấn công được. Phía Bắc cái vùng eo biển Măng thì thằng Pháp có thể tiến lên được bởi vì bị thằng Anh nó kiểm soát rồi. Nên là chúng ta có một cái lãnh thổ khá là an toàn, chúng ta phải bảo vệ cái vùng phía bên dưới, vùng Saxony nữa. Chúng ta hòa bình như thằng Pháp chưa chắc nó đã chịu hòa bình với chúng ta đâu. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Thêm một chính trị gia nữa. Chúng ta sẽ nâng cấp tiếp các công trình này lên nữa. Đấy. Chúng ta có cả Hà Lan nữa. Hà Lan chưa nâng cấp được. Thôi rồi. Rồi, rút quân về nước đi em ơi. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhưng mà đến giờ này thì có lẽ chúng ta cũng không cần duy trì cái đội lính militan này. À, chúng ta sẽ bỏ bớt ra đi. Thay và các cái đội pháo này nữa mình cũng không dùng nữa. Để giảm upkeep đi. Chúng ta sẽ được cái đội quân như thế này. Hay nữa. Chúng ta rút quân về nước khá là nhanh nhau chóng. Rồi quân đội vương quốc Italia đã bị sụp đổ. À, thằng Áo nó đánh chiếm được cái vùng này, thế thì thằng Napoleon nó ở đây, nó sẽ tiến tiếp xuống. Mình thì cứ an toàn đây đã. Thôi bỏ đơn vị này đi. Lại phải tranh thủ giai đoạn hòa bình. Thằng này chẳng có skill gì đúng không? Chúng ta tiếp tục chỉnh lý. Thằng này không có skill gì cả. Bao giờ thay đến bao giờ nó được skill mà nó được 4 sao chúng ta để lại. Bạn thấy mình chơi nó có vẻ nhàn không? Pháp cũng chưa tuyên chiến mình. Nó thấy lực lượng quân sự mình mạnh nên nó cũng chưa dám tuyên chiến. There is unused land suitable for farming. Chúng ta được thêm một nhà khoa học farms here will help the population. Cho nó vào đây như thế này thì đây các bạn cứ cho cái thằng nhà khoa học nó vào cái câu vị trường đại học này để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên. Đó. Thêm một ông nữa ở Hà Lan, hay quá. Ai? Các bạn muốn có nhanh các cái chính trị ra đấy thì các bạn phải nâng cái tòa nhà chính phủ lên. Đây này. Thì nó mới có nhanh được và nó cho các cái chính trị ra chúng ta mới có. Còn nếu các bạn không nâng thì không có đâu. Và bây giờ thì mình phải nâng cấp công nghệ này đã. Cái công trình này lên thì chúng ta mới có được cái nâng cấp công trình lên thì chúng ta mới có thể nâng cấp tiếp công nghệ này. Đây. Đấy. Để mình xem cái lực lượng quân sự của mình ở đây nó như nào. Sir, eure Befehle. Weiter. Bereit machen. Weitere Befehle. Vorwärts. Marsch. Sonst noch etwas? À, sau này nó xây cái nhà hồi quân. Tốt quá, mình sẽ đứng ở đây để mình hồi quân đấy. Rồi, à không, về hẳn đất của mình hồi được nhiều quân hơn. Đúng rồi, đất của mình hồi được nhiều quân hơn. Về đất của mình cũng xây công trình này, và thành của mình to hơn. Nó hồi được nhanh quân hơn. Nó hồi quân đã xong rồi tính tiếp. Đó, chúng ta phát triển với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ chính ra mình đang khó ấy. Chưa biết phải làm gì tiếp. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help. Chúng ta đã phát triển được đất nước lên một tầm cao mới. Một lượt nữa chúng ta có thể nâng cấp nhà lính. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung để phát triển nhà lính lên đã, để có được cái lính đời lính đời ba. Cái lính đề 3 chúng ta tuyển, chúng ta sẽ tuyển được cái thằng lính này này. Đâu nhỉ? Đây. Lính ném lựu đạn. Và hiện tại chúng ta chỉ tuyển được lính súng trường này.
là lính bộ binh này thôi. Trong khi chúng ta đang hòa bình thì chúng ta cứ tranh thủ hòa bình đây, hưởng quân, hồn quân. Mình đang muốn đánh cái thằng này đấy, nhưng mà có biết có nên không. Bắt nó làm chư hầu. Nền kinh tế của chúng ta được hơn 4.000 một lượt và tăng trưởng rất nhanh khi chúng ta nâng cấp các công trình, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cải tổ cái hệ thống chính trị của chúng ta. Ôi giời ơi, chưa thua mãi bao giờ mới ổn định được cái hệ thống chính trị này đấy. Mỗi một lượt các bạn chỉ có thể đổi được một lần đấy thôi. Đây là và đấy. Sau một vòng tour chúng ta đã học được skill khá mạnh rồi đúng không? Đó là cái cách luyện skill mà mình hướng dẫn các bạn. Ngoài ra còn một cách nữa để luyện skill rất đơn giản thôi, thì có thể là ở các tập tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn. Còn hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ dừng cái video ở đây. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi tiếp các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Đối với cái kênh của mình thì mình đã lập các cái chiến dịch theo một cái gọi là các cái nhóm kênh vào một cái danh sách phát. Các bạn cứ vào danh sách phát đó, các bạn có thể theo dõi toàn bộ cái chiến dịch đó. Như vậy nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.